Ta-da! Thấy như thế nào? Da của tôi đã có sự thay đổi rõ rệt đúng không? Đó là lý do tại sao tôi lại lựa chọn Biomocha. Bởi vì giúp cho tôi cải thiện được lỗ chân lông nè, cải thiện được những khuyết điểm trên làn da của mình. Tất cả là nhờ em Biomocha này đó. Sẽ thoáng lên 5 điểm trên mặt nha. Theo tôi thấy á, thì nếu như mà chăm chích á, thì loại Bio là mà không có đúng không? Nhưng mà đối với Biomocha á, thì chăm chích rất là ít luôn. Thành phần cho em này thì có các hoạt chất nổi trội như là A25% nè, kết hợp với retinol bọc 1%. Các hoạt chất axit này á, thì sẽ giúp tẩy tế bào chết trên bề mặt của da, từ đó làm giảm cái độ sần sùi, khô ráp của da, đồng thời bổ sung độ ẩm nữa nha. Đây là làn da của mình sau 5 ngày Bio nè. Đó, các bạn có thể thấy không? Tuy là có bông nhưng mà những cái lớp bông chỉ là bông bụi rồi bông nhỏ 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 thôi nè. Sau khi bong thì da của bạn sẽ rất là nhạy cảm, cho nên các bạn nên lựa chọn những dòng serum và phục hồi dịu nhẹ thôi. Chưa hết thì khi mua combo Bio của nhà Mocha thì các bạn sẽ được tặng thêm một tinh chất phục hồi B5 và kem dưỡng collagen. 5 ưu điểm mà mình rất thích ở Bio Mocha này chính là không sưng nè, không đỏ nè, không bong mảng, không kích ứng và hiệu quả cao. Nếu như mà bây giờ mọi người muốn một làn da đẹp giống như tôi thì bây giờ còn chần chờ gì nữa mà không đi tìm em này ngay đi.